Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương yêu cầu Cục Quản lý Thị trường các tỉnh thành tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu, kiên quyết xử lý nghiêm khắc mọi hành vi vi phạm, kể cả trong dịp Tết. Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng cả trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Tổng cục Quản lý Thị trường yêu cầu Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố tăng cường công tác giám sát, kiểm tra toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm khắc mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, thực hiện việc áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Tổng cục cũng yêu cầu Thủ trưởng Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo tổ chức giám sát, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, thực hiện việc xử lý các cán bộ, công chức buông lỏng quản lý, bao che, tiếp tay hoặc làm ngơ cho các đối tượng và các hành vi vi phạm. Trước đó, Bộ Công Thương khẳng định thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023, nguồn cung xăng dầu cho thị trường không thiếu. Còn khoảng một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đây cũng là thời điểm các vấn nạn lừa đảo, đặc biệt trên không gian mạng, diễn ra phức tạp. Và trong đó, nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý đi lại của người dân đã giả mạo cả những trang web, fanpage của các hãng tàu hỏa, máy bay, xe bus để bán vé giả. Quê ở xa nên cứ độ hoa đào nở, thì người phụ nữ này liền vội vã liên hệ tổng đài để mua vé tàu từ rất sớm. Khi mà muốn về quê thì tôi có gọi cho các hãng xe, hãng tàu để mua vé về quê, nhưng mà gần Tết này thì mua rất là khó, hầu hết là đã hết vé rồi. Thế nên là tôi lên cái hội nhóm mà chuyển nhượng ấy, xem ai có nhu cầu chuyển nhượng thì tôi mua lại. Và cũng mua được với một bạn, nhưng mà ra khi mà ra đến bến tàu ấy thì là check vé thì người ta bảo vé này đã có người dùng rồi. Và liên lạc với cái bạn bán thì bạn đấy không liên lạc được nữa, chắc là chặn số rồi. Do nhu cầu về tăng đột biến nên không phải ai cũng may mắn mua được những tấm vé về quê vào dịp cuối năm. Hãng xe Văn Minh chạy tuyến Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có hơn 30 xe. Tết năm nay đã tăng cường thêm 5 chuyến để phục vụ bà con, nhưng cũng đã hết vé những ngày 27, 28, 29 âm lịch chiều đi và vé mùng 4, mùng 5, mùng 6 chiều về. Hiện tại thì là Văn Minh thì đối với thành phố Hà Nội thì sẽ có 6 điểm bán vé cho khách hàng. Hiện tại thì đối với vé của Văn Minh thì đã triển khai bán vé Tết cho khách hàng, hiện tại là đã là 100%. Và cái nhu cầu của khách hàng đi lại trong cái dịp cuối năm này rất là tăng cao, và không chỉ riêng Văn Minh, tất cả các đơn vị khác thì đều như vậy, và cái sản lượng hiện tại đã bán hết ra cho khách hàng rồi. Tình trạng khan hiếm vé tàu xe mỗi dịp Tết là tình trạng chung và năm nào cũng lặp lại. Chính vì vậy, đã không ít kẻ xấu đã vẽ ra nhiều cái bẫy để lừa tiền những hành khách có nhu cầu mua vé. Một trong những thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là làm giả vé tàu xe rồi vào các diễn đàn, hội nhóm trên mạng Internet để giao bán. Vé xe là hết sức là cần thiết đối với mọi người. Đâm ra là dựa vào cái không gian mạng thì các đối tượng lừa đảo là hoạt động rất là tích cực. Tôi phải nói được tích cực trong hoặc kép ở trong cái giai đoạn này. Thế thì rất nhiều người dân do cái nhu cầu về đi lại là dễ dàng mắc lừa những cái đối tượng này. Mình chọn các cái nhà xe uy tín, là nó có các cái thương hiệu, có địa chỉ đàng hoàng, có số điện thoại và thậm chí là có cả cái website. Thì sau khi mình mua được cái vé thì tốt nhất là mình phải kiểm tra lại với lại cả các cái nhà xe để biết được là thông tin đấy chính xác chưa. Thì đúng là hiện tại không chỉ riêng qua cái hình thức bán vé và những tất cả những cái hoạt động khác thì cái việc giả mạo nó rất là nhiều. Đấy, và những cái khi đã xảy ra những cái tình huống như vậy thì khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua những cái kênh chính thống, số tổng đài, số hotline chăm sóc khách hàng, đấy, hoặc có thể liên hệ trực tiếp trên website đấy để có được cái thông tin nó chính xác nhất, đấy, và để đảm bảo cái quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Nhu cầu đi lại vào dịp Tết của người dân là rất lớn. Tuy nhiên, nếu hành khách không thể mua được các vé tàu xe chính hãng từ nhà phân phối thì cũng cần liên hệ theo số tổng đài đến những nơi cung cấp vé tàu xe và cần cẩn trọng tránh rơi vào bẫy lừa đảo. Còn vài ngày nữa là chính thức đón năm mới Quý Mão năm 2023. Người người tranh thủ đi mua sắm những mặt hàng dành cho ngày Tết. Chưa bao giờ sức mua tăng vượt như những tuần cuối của năm. Và theo đại diện của các cửa hàng thực phẩm siêu thị, sức mua những ngày cuối năm nhờ năm nay giá tăng ít mà nhiều chương trình khuyến mãi đậm của các đơn vị lớn, các siêu thị cho biết sẽ áp dụng nhiều chương trình khuyến mại
cho đến 30 Tết. Sau ngày 23 âm lịch, ngày ông Táo về trời, người lao động, công nhân một số nơi đã bắt đầu nghỉ Tết, nên nhiều người giờ mới có thời gian và có tiền thưởng để sắm Tết. Người đi mua sắm tăng lên trong những ngày cận Tết. Người tiêu dùng mua hàng ngày cuối không so đo giá. Họ cho rằng sản phẩm có chương trình giảm giá rất ổn. Việc của họ là chọn hàng và thương hiệu để sử dụng. Càng về những ngày cận Tết, các siêu thị lại càng giảm sâu những mặt hàng thiết yếu để phục vụ Tết. Có thể kể đến chương trình gõ cửa năm mới, ưu đãi gấp đôi, giảm giá đến 50% cho các sản phẩm chăm sóc cá nhân, vệ sinh nhà cửa, giặt giũ tẩy rửa áp dụng từ nay cho đến ngày 30 Tết. Chương trình khuyến mãi cho các sản phẩm tân trang nhà cửa càng sát Tết càng giảm giá hấp dẫn, giảm đến 55% đến tận trưa ngày 30 Tết, gồm những hộp mứt thủy tinh, thố sứ, thố thủy tinh, đĩa sứ, đĩa thủy tinh, bình cắm hoa gốm sứ, bình cắm hoa thủy tinh, bộ bìm trà, bộ bàn khay, bao lì xì các loại. Người dân hành nghề bánh chưng bờ đậu tại Phú Lương, Thái Nguyên lại nhộn nhịp vào vụ và bánh chưng bờ đậu được gói hoàn toàn làm bằng tay và được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Thời gian cận Tết, ở đây lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tất cả các nồi bánh chưng được nấu bằng điện hoạt động liên tục 24/24 giờ để đảm bảo nhu cầu của người tiêu dùng. Và dù vậy, theo đánh giá thì năm nay, thị trường này có mức tiêu thụ kém hơn so với năm ngoái. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Từ 23 tháng Chạp, cơ sở bánh chưng này đã tấp nập cho những đơn hàng khách thập phương đặt. Trung bình mỗi ngày tại đây bán ra khoảng trên dưới 1.000 cái bánh chưng. Nhiều người dân cứ mỗi khi đến dịp Tết đều đến đây mua vì với họ bánh chưng bờ đậu có đặc trưng riêng. Có khi giá cả còn rẻ hơn so với chất lượng của bánh. Năm nào thì nhà mình cũng vẫn mua bánh chưng ở nhà bác đây. Và bánh chưng ở bờ đậu này thì nó rất là ngon và nó đặc biệt hơn so với những nơi khác. Nó vừa mềm và thơm dẻo hơn ở những nơi khác. Thực chất là bánh chưng bờ đậu là thì so với ấy là theo anh tính là nó rất là hợp lý và có phần là còn rẻ và so với chất lượng. Theo các chủ cơ sở, năm nay bánh chưng tiêu thụ có vẻ ít hơn năm ngoái. Ngoài ra nguyên vật liệu để gói bánh đều có sự tăng nhẹ. Tuy nhiên để giữ chân khách hàng, các cơ sở trong hợp tác xã bánh chưng bờ đậu vẫn cố gắng bình ổn giá. Trường năm nay thì mức tiêu thụ nó có giảm hơn một tí. Có lẽ là vì cái đại dịch Covid của 2 năm vừa qua nó sẽ có ảnh hưởng. Thế bên cạnh đó thì cái khó khăn của cái chỗ bánh chưng bờ đậu là năm nay cái giá cả cái gì nó cũng hơi tăng. Cho nên mức tiêu thụ nó cũng chậm đi. Nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng là giữ bình ổn được cái giá, mà nếu nó có tăng thì tăng nhẹ. Dù thế nào chăng nữa thì làng nghề bánh chưng bờ đậu vẫn phấn đấu, tức là đưa ra cái thị trường cái sản phẩm tốt nhất và phục vụ đầy đủ nhất cho các khách hàng. Những ngày cuối cùng của năm cũ, nhà nào tại làng nghề này cũng sử dụng nồi điện để luộc bánh nhằm tăng tốc cho những đơn hàng cuối năm. Có tuổi đời gần 60 năm, làng nghề làm bánh chưng bờ đậu với gần 100 hộ dân quanh năm bán cho du khách ngang qua. Vào dịp Tết, mỗi ngày một hộ làm từ 1.000 đến 2.000 chiếc bánh. Do ảnh hưởng của dịch bệnh những năm gần đây, sản xuất bị chững lại. Ngoài ra, ban quản lý làng nghề đã yêu cầu các hộ sản xuất phải đảm bảo an toàn thực phẩm, dán tem truy xuất có mã QR và đang tiến hành từng bước đăng ký đề án ô cốp để mở rộng thị trường, thu hút du khách.